Số 310, Kinh Đại Bảo Tích quyển 6, Khải Dịch Đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. Pháp Hội 2, Vô Biên Trang Nghiêm phần 3, Phẩm 2, Xuất Ly Đà La Ni. Lúc bấy giờ, Vô Trang Nghiêm bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp môn Xuất Ly Đà La Ni? Đức Phật nói, này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là pháp ấn xuất ly tất cả văn tự, tất cả pháp đều nhiếp vào trong đây. Thế nào gọi là nhiếp vào? Vì là bình đẳng, tất cả các pháp đều vào nơi bình đẳng, cũng chẳng thấy pháp và nào vào nơi bình đẳng. Chẳng thể rõ biết, vì chẳng thể nắm bắt được nơi tự tánh như thật của tất cả pháp. Lúc chẳng phân biệt thì tất cả pháp đều nhiếp vào trong đó. Vì sao rồi sự có tạo tác và không tạo tác? Do các văn tự và ngữ nghiệp nên diễn thuyết các pháp. Hai thứ trên đây vì chẳng như thật, vì tánh bình đẳng nên tất cả văn tự và ngữ nghiệp thảy đều bình đẳng. Ở trong các pháp, bao nhiêu ngôn thuyết đều chẳng phải như thật. Đây là củ nghĩa như thật của các pháp. Bao nhiêu văn tự và ngữ nghiệp đều không có. Vì không có, nên không có chân thật khai thị diễn thuyết. Văn tự và ngữ nghiệp không chân thật đã nói đó, chính là câu không sai khác của các pháp, câu không tăng thêm, câu không kiến lập của các pháp. Nơi pháp thầm tâm này không thể tuyên thuyết. Tất cả pháp đều chẳng phải chân thật, chẳng phải không chân thật. Vì sao? Vì bản tánh của tất cả pháp chẳng phải dùng văn tự, ngữ nghiệp tuyên thuyết mà có thể thấy, có thể biết được. Tất cả pháp đều không bản tánh. Các pháp như vậy chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác. Chẳng phải đồng, chẳng phải không đồng, chẳng phải tịch tỉnh, chẳng phải không tịch tỉnh. Dù vậy, nhưng các pháp cũng trụ nơi tịch tỉnh và không tịch tỉnh. Trong đây nói là trụ, cũng vẫn không chỗ trụ, cũng chẳng đổi khác. Lại cũng chẳng trụ nơi pháp chẳng đổi khác. Vì sao? Vì pháp vốn không trụ, chẳng vào nơi toán số. Chẳng phải do toán số kiến lập ngôn giáo mà có thể làm cho các pháp vào nơi toán số. Tất cả văn tự, ngữ nghiệp diễn thuyết đều chẳng thể nắm bắt, chẳng trụ nơi chỗ nào và tất cả chỗ nào. Văn tự và ngữ nghiệp như vậy, không từ đâu lại, đi không chỗ đến. Chẳng trụ ở giữa, chẳng trụ một bên, vì tất cả văn tự và ngữ nghiệp là nghiệp mà chẳng phải nghiệp, vì chẳng phải công dụng, vì tất cả văn tự, ngữ nghiệp, tự tánh là không, nên văn tự, ngữ nghiệp cũng đều là không. Tự tánh đã không, nên tha tánh cũng cùng tự tha tánh cũng đều không. Vì tự tha không, nên nó tịch tỉnh, vì tịch tỉnh nên nó tịch diệt. Nếu là tịch diệt thì tất cả pháp chính là môn tịch diệt. Do đây nên được nói danh từ các pháp, hoặc nói văn tự, hoặc nói ngữ nghiệp, tất cả môn đó cũng chẳng thể nắm bắt. Vì môn thanh tịnh, vì môn, vì vô sở hữu. Do các môn đó mà diễn thuyết các pháp, mà trong môn này rốt ráo thanh tịnh có thể bình đẳng vào tất cả pháp. Đây là yếm ly. Thế nào là yếm ly? Chính là bản tánh tham. Tham, bản tánh của nó là thanh tịnh. Đã thanh tịnh thì cố cánh. Đã cố cánh thì đâu được có tham, đâu được có ngôn tuyết. Này Vô Biên Trang Nghiêm, trên đây là được là lượt nói môn thanh tịnh Đà La Ni. Là pháp môn vô phân biệt, không hí luận. Và môn này rồi có thể phá chướng nặng vô minh hắc ám, có thể tùy thuận giác minh nơi tất cả pháp được vào môn quang minh thanh tịnh pháp nhãn Đà La Ni, và có thể chứng được pháp môn văn tự sai biệt diễn thuyết. Do môn này, bạn được vào nhất thiết chủng trí và được gần chư Phật. Ở trong các pháp là bậc dũng kiện có thể phá dẹp ngoại đạo, hàng phục quân ma, có thể làm cho chúng sinh thêm lớn căn lành vào nơi pháp tạng bí mật của Như Lai, liền được các pháp môn Đà La Ni. Do pháp môn này, ở trong 10 trí lực được pháp quan lớn, mau thành tựu trí lực của Như Lai. Này Vô Biên Trang Nghiêm, chư Phật dùng 10 trí lực làm sức mạnh, làm sức vô thượng vượt qua tất cả thế gian, có thể làm sư tử trống giữa đại chúng. Những gì gọi là 10 trí lực này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai dùng trí vô thượng nhất thiết chủng nơi thị xứ phi xứ, đã biết như thật thị xứ phi xứ. Đây là trí lực thứ nhất của Như Lai. Do trí vô thượng này, Như Lai ở bậc đại tiên vì chúng sinh diễn thuyết chánh pháp và vì họ chuyển pháp luân vô thượng. Ngoài Như Lai, trời người thế gian trước đây không ai có thể chuyển pháp luân như thật.
Như Lai lại dùng trí không phân biệt rõ biết như thật các nghiệp và thủ nhân của các nghiệp quá khứ, hiện tại, vị lai là thiện bất thiện, vô lượng hành tướng không trụ trước, không chướng ngại. Đây là trí lực thứ hai của Như Lai. Như Lai dùng trí vô phân biệt nhất thiết chủng vô trước vô ngại, có thể khéo rõ biết vô lượng hành nghiệp của các hữu loài hữu tình. Đây là trí lực thứ ba của Như Lai. Như Lai dùng trí vô thượng nhất thiết chủng, biết rõ như thật tất cả vô thượng thắng giả phân biệt và vọng phân biệt. Đây là trí lực thứ tư của Như Lai. Như Lai biết rõ như thật tất cả vô lượng nhân, tất cả vô lượng duyên, chỗ y trụ của thế gian. Đây là trí lực thứ năm của Như Lai. Như Lai rõ biết như thật, hoặc nhân hoặc duyên, tri kiến chẳng đến đạo. Đây là trí lực thứ sáu của Như Lai. Như Lai dùng thiên nhãn vô ngại và trí vô thượng nhất thiết chủng, rõ biết như thật sự sinh tử của hữu tình. Đây là trí lực thứ bảy của Như Lai. Như Lai rõ biết như thật tất cả tỉnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, ly nhiễm, thanh tịnh, hoặc xuất hoặc nhập. Đây là trí lực thứ tám của Như Lai. Như Lai rõ biết như thật tất cả đời trước. Đây là trí lực thứ chín của Như Lai. Như Lai rõ biết như thật lậu tận. Đây là trí lực thứ mười của Như Lai. Này Vô Biên Trang Nghiêm, trí lực nhất thiết chủng vô lượng vô thượng như vậy, Như Lai đều thành tựu vì muốn cho các Bồ Tát và tất cả chúng sinh được nhiếp thọ nơi Phật trí và chứng pháp trí thanh tịnh, nên Như Lai tuyên thuyết vô biên pháp tạng. Đức Phật lại bảo Đại Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm: Này Thiện Nam, nay ông nên quan sát Như Lai nói trí lực thậm thâm thanh tịnh khó hiểu như vậy, tất cả các pháp gọi là Như Lai và trí lực của Như Lai, nhưng nơi các pháp đó cũng chẳng thể nắm bắt sự thấy và chẳng thể giả bày. Này Vô Biên Trang Nghiêm, trí lực đã nói trên đây là pháp môn vô thượng cứu cánh kiên cố của Như Lai, an trụ nơi đó mà Như Lai tuyên thị lý thú của pháp này. Do lý thú đây mà kiến lập trí lực, có thể diễn tiết tánh không kiến lập của tất cả pháp đây, dùng đó làm trí lực. Những trí lực như vậy, tánh không sinh khởi, không có tự tánh, lìa tự tánh. Mười trí lực của Như Lai viên mãn như vậy có thể khai thị vô lượng vô biên, nghĩa lý rất sâu. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là pháp môn vô thượng của chư Phật. Trụ pháp môn này thì có thể diễn thuyết mười trí lực của Như Lai và có thể diễn thuyết môn thanh tịnh, môn khắp thanh tịnh của trí lực này. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nay Phật lại vì các Bồ Tát nói môn Đà La Ni, cho họ được thanh tịnh nơi pháp môn này, ông nên lắng nghe và lãnh thọ. Đức Phật liền nói môn Đà La Ni: Đát Điệt Tha, Bát Ra Mâu Chiết Ninh Nể, Mâu Chiết Ninh Mâu Chiết Minh Ninh, Tỳ Bát Ra Muộn Chiết Nể, A Chiết Lê A Tỳ Gia Trạch Nể Bát Ra, Bà Nộ Yết Đế, Đế Mẹ Tha Ha, Đế Lệ, Đế Thệ A Bát Ra, Đế Gia Mạc Ra Ni, A Na Mạc Ra Ni, Mạc Ra Loa Tỳ Thú Đạt Nể Nể Đà Na Bát Ra Phệ, Thiết Nể Đột Ra A Nể Khất Túng Bát Nể Mạc Ngu Tác Phệ, Tác Phược Lê Tác Phược Ra, Vị Thú Đàn Nể Mẫu Đạt Ra Mẫu Đạt Ra, Vị Thú Đàn Nể Tác Bát Rị Phược Lê Tam Mạng Đa, Bát Lê Phược Lê A Yết Ra Nổ Ma Đệ Yết Tha Ta, Đàn Nể Tăng Yết Ra Ni Ma Chế Đàn Nể Thú Lê Thú Ra Mị Rị Dạ A Các Ra Ni Ô Ba Na Mạc Đệ Nể Na Lê Thiết Nể Tam Mạng Đa Ba Lê Phổ Lý Dạ Yết Đế Đà La Nổ Yết Đế A Nể Mê Thiết Nể A Tán Nể Mê Thiết Nể Đà La Ni Yết Đế Nể Đà Na Bát Rị Thú Đàn Nể A Đố A Nổ Đạt Ra Tỳ Bà Tỷ Nể Bạc Trí Lệ Bạc Đạt Ra Phiệt Đế Mạc Di Ma Xí Phiệt Đế Sang Đà Ra Ni Ô Phiệt Đà Rị Ni A Nan Đa Bát Ra Bá Phệ Bát Ra Bộ Gia Bát Rị Phược Lê Thiết Nể Bát Rị Ta Thiết Nể Ma Phược Ca Thế A Ca Xã Ta Câu Tác Ra Ni Nhĩ Để Di Ra Ca Ra Ni Tác Bà Nhã Bát Thả Tỳ Thâu Đạt Nể Niết Bàn Na Bát Thả Sang Na Rị Thiết Nể Ta Bà Ha.
Này vô biên trang nghiêm, đây là pháp ấn Đà La Ni, tất cả pháp đều vào trong đó. Các Bồ Tát tu hành đúng theo đây thì được trí tuệ biện tại vô ngại, có thể khéo biết rõ câu xuất ly Đà La Ni tối thắng. Thế nào gọi là câu xuất ly tối thắng? Đức Phật liền nói: Đà La Ni, tác yết ra á bát diễn đa tô mế tô ra đát na ta yết ra sang nể chiết gia a tỳ đát nể a tam tỳ đát nể a tỳ mạc lê bạc chiết ra sang nể niết bệ thiết nể a khất xô tỳ nể tăng khất xô tỳ nể a khất sa gia a tỳ dạ diễn khất sa gia a bát diễn đế a khất sử na khất sa diễn đa tác điệt lý thế a bát rị khất sa duệ a tỳ khất xó tỵ nể a tỳ yết lê a tỳ yết la nhã na yết ra ni ta bà ha. Này với biên trang nghiêm, đây là câu xuất ly Đà La Ni tối thắng. Các Bồ Tát tinh tấn tu tập pháp này thì có thể thêm lớn trí tuệ như biển, có thể dùng tâm đại từ an ủi chúng sinh rằng ta truyền thọ pháp dược rộng lớn cho các người, phá trừ vô minh hắc ám của các người, chất trừ phiền não sinh tử vô thủy vô chung của các người, cũng làm cho các người thoát khỏi tham ái, qua khỏi tất cả dòng sinh tử. Bồ Tát làm pháp quan rộng lớn, làm cho căn lành của chúng sinh được sinh trưởng, có thể rốt ráo giải thoát. Bồ Tát này làm bậc đạo thủ, lành có thể vào nơi nhất thiết chủng trí, cũng chẳng để có một chúng sinh nào thoái thất nơi trí vô thượng này. Bồ Tát đây có thể dùng tâm đại từ làm cho tất cả chúng sinh được tương ưng với pháp nghĩa mà từ trước chưa từng nghe và lãnh thọ, làm cho họ được trí vô sinh tịch diệt, được biện tài vô ngại. Này vô biên trang nghiêm, nếu các Bồ Tát lúc muốn thuyết pháp thì nên nhiếp niệm nơi câu Đà La Ni này, làm cho pháp nghĩa chẳng gián đoạn, nghĩa là các Bồ Tát ngồi tòa sơ tử dùng biện tài vô ngại suy gẫm vô lượng công đức của Như Lai, do đây trí tuệ được rộng lớn thanh tịnh. Lúc chúng sinh vân tập đến pháp hội để nghe pháp, Bồ Tát đối với họ nên có lòng đại bi, dùng trí tuệ rộng lớn khai thị nghĩa lý, quyết định đúng như thật, chẳng thêm chẳng bớt. Bồ Tát biết rõ căn tánh sai biệt của thính giả, dùng ngữ nghiệp và câu văn từ ngữ rõ ràng, quyết định làm lành tốt vì họ mà diễn thuyết rộng rãi. Do sự diễn thuyết này có thể làm cho căn lành của Bồ Tát được tăng trưởng, dùng pháp thanh tịnh giúp hóa chúng sinh. Như Lai có thể dùng vô lượng thí dụ tuyên bày pháp môn Đà La Ni. Như vậy, các ông nếu có thể tuyên thuyết chánh pháp vô thượng như vậy, thì là an trụ nơi việc làm của Phật, các ông sẽ mau viên mãn bốn pháp vô ý. Này vô biên trang nghiêm, nếu các Bồ Tát này dùng trí tuệ phương tiện thanh tịnh rộng lớn có thể khéo tu tập những công hạnh phát khởi thần thông, có thể nhiếp thọ trí tuệ rộng lớn. Những gì là công hạnh phát khởi thần thông? Này vô biên trang nghiêm, các Bồ Tát an trụ trong thần thông không có tưởng niệm nương gá, dường như hư không, khéo phân tích các đại chủng, biết rõ Như Lai thành tựu trí tuệ vô ngại vô biên. Do sức trí tuệ này nơi tất cả pháp, Như Lai khéo quyết định, biết rõ không có chút pháp nào là có thể rõ biết. Trụ nơi không sợ đắc, trụ nơi không gì sánh bằng, cũng chẳng thấy có sự không trợt sợ đắc. Không gì sánh bằng, trụ nơi A Lan nhã, trụ không chấp trước, trụ trí tuệ thanh tịnh, không có chút pháp nào mà chẳng biết rõ, chẳng thấy rõ. Xa lìa vô minh hắc ám, không bị chướng ngại, khéo an trụ nơi trí tuệ vô lượng vô biên. Do đây Như Lai bình đẳng, thấy biết tất cả pháp như huyễn, như mộng, và có thể khai thị pháp tưởng quán vô minh. Vì thế nên Bồ Tát cần phải theo học trí tuệ vô ngại của Như Lai. Trí tuệ này có thể khéo rõ biết căn tánh thượng trung hạ của tất cả chúng sinh, làm cho các Bồ Tát an trụ công hạnh bình đẳng, phát khởi thần thông. Do đây được thành tựu thần thông, do sức thần thông này gia trì nên khéo an trụ được nơi giới định tuệ giải thoát tri kiến, cùng 6 môn ba la mật đa, do được chân thật gia trì nhiếp thọ, nên có thể được vô lượng thần biến sai khác, được tự tại nơi thế gian, ngồi tòa sư tự đánh trống pháp lớn, làm cho đại chúng trong các pháp hội
thảy đều hoan hỷ và làm lợi ích tất cho tất cả chúng sinh. Này Bờ Biên Trang Nghiêm, ví như vòng núi Đại Tiết Vi, do nghiệp lực tăng thượng của chúng sinh nên bao quanh thế giới này. Nhờ vòng núi này che nên chúng sinh không ngửi mùi địa ngục, không nghe tiếng địa ngục, không thấy địa ngục. Cũng vậy, các Bồ Tát khéo tu tập nơi pháp này rồi, vì chúng sinh mà trừ diệt tất cả pháp chướng ngại, trao cho tất cả pháp vô ngại. Các Bồ Tát đây dùng trí kim cang, khéo nhiếp thọ, ngộ nhập rất sâu nơi pháp này, trụ nơi vô sở đắc được cam lộ rưới nhuần. Thế nào gọi là cam lộ rưới nhuần? Các Bồ Tát này không bị ma phiền não, ma ngũ uẩn và tiên ma làm tổn hại. Dù lúc chết có tử ma, nhưng cũng được tự tại, chẳng có quan niệm là chết. Vì sao? Vì Bồ Tát này an trụ nơi không, vô tướng, vô nguyện, không phân biệt, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng trụ, chẳng khởi, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, cũng chẳng khiếp nhược, không ngăn ngại, không chấn đắc, bỏ kiêu mạn. Tâm thường khiêm hạ, trong lìa mê lầm, ngoài khéo rõ biết. Không lệ thuộc nơi thấy, nghe, hiểu, biết. Biết rõ các pháp đều bình đẳng, chứng nhập như thật trong pháp của Như Lai. An trụ nơi chân như, chẳng hư vọng, không đổi khác. Đây, chính đây gọi là các Bồ Tát chứng nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát an trụ nơi đây thì thành tựu được vô biên trí tuệ. Do sức trí tuệ này, có thể chứng nhập trí chẳng nghĩ bàn và ngôn thuyết bí mật của Như Lai. Do đây có thể khéo rõ biết tất cả pháp, chỗ thấy biết chẳng thể nghĩ bàn, không phân biệt, không sở đắc. Đồng như Bồ Đề chẳng thể nghĩ bàn, không phân biệt, không sở đắc. Bồ Tát này cũng chẳng phân biệt, chẳng tưởng niệm đồng với Bồ Đề. Trong nghĩa Bồ Đề thường trụ, chẳng thành, chẳng hoại, chẳng nhóm, chẳng tan, mà có thể làm ra tất cả Phật sự. Nơi pháp môn Tịch Tịnh đã nói đây, Bồ Tát chẳng chấp trước, cũng chẳng phân biệt những nghiệp quả báo, khéo rõ biết được nghiệp quả bình đẳng. Vì bình đẳng nên chẳng thấy nghiệp quả, cũng chẳng phân biệt chấp trước. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã được nhẹ nhàng nơi phiền não và nghiệp chướng, đã xa lìa cất sở, đã thấu rõ các pháp môn và thấy biết Đà La Ni này. Vì đã an trụ pháp môn thanh tịnh nên các Bồ Tát này có thể đi giáo hóa mười phương thế giới, đủ hạnh thanh tịnh không trụ trước, chẳng bị thế pháp làm nhiễm ô, đáng là phước điền cho trời người, các thế gian gần gũi cũng dường. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai nói cúng dường bậc Bát Địa Bồ Tát được vô lượng công đức, huống là Bồ Tát tu hành chứng nhập nơi pháp này. Nếu các Bồ Tát đối với Bồ Đề, với chúng sinh, với pháp chúng sinh, với pháp thế gian mà không được, mà không chỗ được, không phân biệt, không hí luận, thì có thể rõ biết pháp này và tu hành đúng thật, có thể tiêu được sự cúng dường rộng lớn của thế gian. Tất cả chúng sinh nên đem sự cúng dường Phật mà cúng dường các Bồ Tát này. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu các Bồ Tát tu học pháp này thì được đầy đủ tất cả sự cúng dường, lìa khỏi những sự bố ý cho đến có thể rời bỏ tất cả thân mạng. Các Bồ Tát này nơi các pháp không chỗ nhiếp thọ, mà có thể nhiếp thọ pháp rộng lớn, người tòa vô ý, như sư tử rống hàng phục ngoại đạo và pháp của ngoại đạo. Trừ dẹp ma vương ba tuần và đoàn quân ma, có thể diệt trừ tất cả sự che ngăn cho chúng sinh, sẽ dùng con thuyền pháp cứu độ chúng sinh, sẽ chỉ bày con đường nhất thiết chủng trí cho chúng sinh, sẽ có thể dẫn dắt tất cả chúng sinh trên con đường tùy thuận thánh đế, sẽ khai bày tất cả pháp Bồ Đề Phận cho chúng sinh, sẽ dùng pháp thí dạy bảo chúng sinh, sẽ làm cho chúng sinh được pháp hỷ. Nay Vô Biên Trang Nghiêm, nếu các Bồ Tát có thể tính thọ môn Đà La Ni này thì không khác gì những bậc đại thọ đã được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Các Bồ Tát này sẽ tự thọ ký cho mình.
Như Lai là đấng Pháp Vương, khai thị Pháp Tạng này. Có thể an lập ấn Đại La Ni này, có thể kiến lập những pháp môn này. Như Lai nhiếp thọ chúng tôi, là cha của chúng tôi, là người thương xót chúng tôi. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu Bồ Tát có thể ở nơi Như Lai, có tâm quyết định tưởng là cha lành, thì sẽ được vào số chư Phật, như Phật không khác. Này Vô Biên Trang Nghiêm, trong Pháp Phẩm Đà La Ni Môn, đây là môn xuất ly Đà La Ni thứ hai, xuất Đà La Ni Ấn, diễn thuyết Pháp Tạng của Đức Như Lai. Phẩm 3. Thanh Tịnh Đà La Ni phần 1. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn quan sát bốn phương, hiện các thứ thần thông, dùng sức thần thông làm cho các Bồ Tát trong Pháp hội được thấy vô lượng chư Phật ở mười phương và nghe chư Phật thuyết Pháp. Phật bảo Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm, ông xem nơi tất cả Pháp, Như Lai Bồ Tát vô vi, tịch tỉnh mà làm được tự tại thần thông như vậy, trí lực vô ý như vậy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai tánh chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng một, chẳng khác. Vì không sở hữu nên chẳng phải có, chẳng phải không, không tự tánh, chẳng phải không tự tánh. Nên biết rằng Như Lai tánh cho đến không có chút pháp gì là có thể được. Thấy biết như vậy lại cũng không có chút pháp gì là có thể thấy biết. Đã chẳng thể thấy thì không chỗ có cũng không chỗ lấy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai tánh không chân thật, chẳng không chân thật. Nếu là chân thật và chẳng chân thật, thì có Như Lai tánh, không Như Lai tánh. Như Lai tánh lìa có lìa không, cũng nhưng cũng chẳng từng lìa. Này Vô Biên Trang Nghiêm, tất cả pháp tự tánh, bản tánh như là như hư không. Chư Phật Như Lai lúc chưa xuất thế, chưa từng có nói pháp môn như vậy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nơi pháp này, nếu các Bồ Tát hiểu rõ như vậy thì có thể phát sinh vô lượng biện tài, có thể diễn thuyết các pháp, thấu rõ đức vô úy của Phật. Đức vô úy nói trên đây nghĩa là được đức vô úy tối thượng của Đức Như Lai. Vì có thể đối với các pháp chẳng nhiếp thọ, chẳng tăng trưởng, chẳng thể được, chẳng khắp được, chẳng theo được, dù Như Lai ra đời hay chẳng ra đời, pháp vẫn chẳng tăng giảm, chẳng khắp tăng giảm. Tự tánh bản tánh của các pháp vốn thường trụ là trụ tánh định tánh của pháp giới. Này Vô Biên Trang Nghiêm, tất cả pháp trụ nơi định tánh của các pháp. Vì chẳng thể nắm bắt như vậy nên tất cả pháp đều là hư vọng phân biệt, chẳng phải do nghiệp báo mà được thành. Do đây nên có thể vào nơi môn tất cả pháp không nghiệp báo, vì các pháp không tự tánh như vậy. Chẳng thật như vậy nên các nghiệp đối với quả chẳng phải là nhân sinh diệt. Nơi sự dứt trừ các thú, ác đạo cũng chẳng phải là nhân. Như Lai chỉ tùy theo thế tục nói tất cả pháp có nhân, có chẳng phải nhân. Vì nhân tự tại, vì không có nhân. Đây là đức vô úy của Như Lai. Vì Như Lai đầy đủ vô lượng biện tài, nên được vào bậc đại vô úy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, thế nào là vô úy? Chính là bốn pháp vô sở úy của Như Lai. Bốn pháp vô sở úy này, hàng duyên giác còn không có được, huống là hàng thanh văn cùng các thế gian. Những gì là bốn? Một là Như Lai xướng rằng, ta là Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, là bậc biết tất cả, thấy tất cả, hoặc trời, hoặc người, tất cả thế gian không ai có thể lập luận nói rằng Như Lai chẳng rõ biết được các pháp. Do đây nên Như Lai được tối thượng vô ý. Ở giữa đại chúng như sư tử rống, Như Lai có thể chuyện thuyết giáo pháp vô thượng rộng lớn rất sâu. Hai là Như Lai xướng rằng, ta là bậc dứt sạch tất cả lậu phiền não. Hoặc trời, hoặc người, tất cả thế gian không ai có thể lập luận được rằng Như Lai chưa sạch hết các lậu. Vì sạch hết các lậu, nên Như Lai có thể trụ nơi rốt ráo an lạc, khai thị pháp tạng vô thượng đã chứa nhóm từ vô lượng ức kiếp. Ba là Như Lai diễn thuyết đạo xuất ly, tu tập nơi đó, dứt hẳn tất cả khổ. Hoặc trời, hoặc người, tất cả thế gian không ai có thể lập luận được rằng
Nơi đạo diệt khổ của Như Lai nói, tu tập theo đó chẳng được xuất ly. Như Lai chẳng thấy tướng xuất ly nên được rút ráo an lạc. Rồi vì chúng sinh thị hiện trùng tánh của pháp này, nên ở giữa chúng hội như sư tử rống. Bốn là Như Lai tuyên nói những pháp chướng đạo hoặc trời hoặc người. Tất cả thế gian không ai có thể lập luận được rằng pháp chướng đạo của Như Lai nói là không chướng, vì chẳng thấy có pháp chướng đạo, nên Như Lai trụ nơi an lạc tăng thượng. Như Lai ở dưới đại chúng như sư tử rống, Như Lai có thể chuyển pháp luân vô thượng này. Tất cả thế gian hoặc trời hoặc người đều không chuyển được. Này vô biên trang nghiêm, đây là bốn pháp vô sở ý của Như Lai. Các Bồ Tát tinh tấn tu học pháp này thì mau chứng được bậc vô ý là bậc tối thắng trong trời người. Này vô biên trang nghiêm, các Bồ Tát vì khéo tu tập pháp không, nên có thể phát sinh môn biến thanh tịnh chẳng nghĩ bàn. Do môn này, nơi tất cả pháp, các Bồ Tát tối sơ thấy rõ tất cả pháp, đồng với tướng hư không, không hai, không khác. Tất cả pháp đều như vậy cả, nhưng với hư không, chẳng phân biệt, cũng chẳng hỷ luận. Các Bồ Tát này được nghĩa thiện xảo, không có chút pháp nào bị đem từ đâu lại, cũng chẳng đem đi đâu, cũng chẳng chứa nhóm. Do đây, Bồ Tát bèn có thể quan sát tất cả pháp không chứa nhóm, không đến, không đi, nơi tất cả pháp, làm mà không chỗ làm, thắp đuốc đại pháp, làm trí pháp cho các chúng sinh. Này vô biên trang nghiêm, ông xem pháp này là đem lại bao nhiêu là lợi ích, bao nhiêu là sự nghiệp cho các Bồ Tát, chính là 10 trí lực và 4 vô sở ý của Phật, lại cũng không có chút pháp gì có thể được, cũng chẳng phải không được. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp đồng với tướng hư không. Vì để được lợi ích nên Như Lai khai thị diễn thuyết những quả báo cùng nghiệp nhân, trong đó cũng không có được lợi ích. Này vô biên trang nghiêm, pháp thầm thâm này rất là khó tin đối với tất cả thế gian. Vì thế gian là diệt hoại, là hư vọng kiến lập, nên không thể tính thọ được pháp này và cũng chẳng biết được. Thế gian đều là phi pháp, do chấp trước nên nói có thế gian và chỗ an trụ. Giả sử cho đến có quan niệm nơi chấp nơi pháp, cũng không có pháp để có thể chấp được. Do chấp trước nơi phi pháp, nên sinh ra sự tranh luận với Như Lai và pháp của Như Lai đã nói. Lại họ chẳng thể rõ tự tánh, bản tánh của tất cả pháp, là trái với pháp vô sinh. Vì thế nên họ không hiểu được giáo pháp thầm thâm này. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai vì tất cả trời người, những hàng tinh lời như thật, lời không hí luận, vì dừng dứt tranh luận, xả bỏ các uẩn mà khai thị diễn thuyết giáo pháp như vậy, trong đó không có uẩn cũng không có uẩn tận. Này vô biên trang nghiêm, trong đây đều không có pháp thiện, pháp bất thiện. Những pháp thiện, pháp bất thiện tất cả đều tịch tỉnh, pháp thiện, pháp bất thiện đều chẳng biết nhau. Pháp thiện, pháp bất thiện chẳng che lấp nhau vì nhân duyên. Chấp trước pháp thiện, pháp bất thiện, nên Như Lai nói tất cả pháp thảy đều vô ký, vì không thể được pháp thiện, pháp bất thiện chân thật vậy. Nếu đã chẳng thể nắm bắt, thì là vô ký vì trong đó không có nhân, không thấy được nhân. Này vô biên trang nghiêm, nay ông nên quan sát tất cả pháp thảy đều vô ký. Nếu các Bồ Tát giác ngộ như vậy rồi, thì đối với tất cả pháp, ngôn thuyết vô ký cũng chẳng thể nắm bắt. Pháp vô như vậy là vì các Bồ Tát như thật thấy pháp bất thiện, được xả viên mãn, chẳng trụ nơi pháp, do môn vô ký mà chứng nhập các pháp. Môn vô ký chính là chẳng phải môn. Nếu là chẳng phải môn thì chẳng thể nắm bắt, nếu đã chẳng thể nắm bắt, thì đó là thanh tịnh. Đây là chỗ các Bồ Tát và pháp môn thanh tịnh Đà La Ni. Do môn này, các Bồ Tát được trí tuệ chiếu suốt tất cả pháp, không còn ngu ám mê hoặc do dự đối với tất cả pháp, và có thể được pháp trí vô ngại, tuệ nhãn thanh tịnh. Này vô biên trang nghiêm, nơi trong pháp này phải nên cầu thích. Thế nào là cầu thích?
nghĩa là với tất cả pháp, không lấy, không chấp, rút ráo, lìa bỏ, vượt qua ẩn trắc, không mong cầu, chẳng quán đãi tất cả pháp hữu vi thế gian, thiện, bất thiện. Đây là bậc bất phóng dật vô thượng, bậc lìa phan duyên, trong tất cả pháp, không đến, không đi, không trụ, không kiến lập. Đây gọi là tuệ nhãn, thanh tịnh, vì rút ráo, bỏ lìa, không chỗ chấp lấy. Khéo có thể quan sát bỏ lìa tất cả bản tánh tự tánh, thì gọi là tuệ nhãn. Tuệ nhãn trên đây là trí tánh yếm ly, diệt tận. Trí tánh này vốn không sinh khởi, không tạo tác, bản tánh tịch tỉnh, lại cũng chẳng tương ưng với tịch tỉnh. Vì đã dứt tương ưng, lại cũng chẳng phải đoạn dứt, chẳng phải không đoạn dứt, không thiếu, không giảm. Đây gọi là tuệ nhãn thanh tịnh, là đạo không hí luận. Do thành tựu tuệ nhãn này, dùng từ bi nhiếp thọ chúng sinh, khiến họ phát tâm, duy nơi chúng sinh mà phát khởi vô lượng diệu hạnh, và có thể hiểu rõ tất cả pháp không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Bồ Tát này, lúc chứng được vô thượng Bồ Đề, tất nhiên có thể khai thị diễn thuyết pháp tạng vô thượng, và có thể thanh tịnh môn Đà La Ni, vì làm cho giáo pháp theo chủng tánh của chúng sinh không đoạn dứt, nên thiết lập pháp ấn. Này Vô Biên Trang Nghiêm, pháp môn thanh tịnh Đà La Ni này, chư Phật luôn nhiếp thọ khai thị diễn thuyết. Mười phương chư Phật ba đời cũng đều tuyên nói pháp môn này, vì các Bồ Tát mà khai thị pháp tánh ba đời bình đẳng. Giờ đây đối với các pháp trong ba đời có thể ngộ nhập pháp môn này, vì thành tựu tuệ tổng trì thanh tịnh ba đời của Bồ Tát. Các Bồ Tát này không có quan niệm thế gian, nơi pháp lành, cùng pháp chẳng lành, biết rõ không hai, không khác. Các căn lành được sinh trưởng, thân ngữ ý ba nghiệp thể đều thanh tịnh, có thể khắp thanh tịnh vô lượng pháp môn. Vì để được tuệ thanh tịnh tổng trì, cũng có thể khai diễn giáo pháp thanh tịnh, không sinh khởi, không tạo tác, là có thể khai thị tất cả pháp rốt ráo không tịch như hư không, là có thể thị hiện trí tuệ rộng lớn mà vị người khai thị trí thanh tịnh, cũng có thể khai thị tất cả pháp và bồ đề như tánh hư không, mà vì người thể hiện đạo nhất thiết chủng trí thanh tịnh, là có thể khai thị đạo pháp thanh tịnh, tức là tùy sở nguyện được viên mãn bồ đề, có thể rõ biết chân chánh, diễn thuyết thật đế phương tiện thiện xảo, mà có thể tuyên thuyết đế lý không phân biệt, có thể khai thị trí tuệ của chư Phật, vì tùy thuận giác ngộ tất cả nghĩa. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu các Bồ Tát khéo tu học pháp môn pháp này, thì có thể mau thanh tịnh tư lương bồ đề, được trụ nơi bồ đề không có xa gần, chẳng trái với chút pháp gì, với các pháp hiện nói đây cũng chẳng thấy xa gần, chẳng dùng pháp và bi pháp để thấy bồ đề, đã thông đạt bồ đề, dứt tuyệt các sự hiện bày, có thể dùng nghĩa bình đẳng không hiển thị để biết rõ bồ đề. Đến lúc quán nghĩa tịch tỉnh của các pháp, thì với bồ đề chẳng phân biệt, cũng chẳng thấy tịch tỉnh, nghĩa chẳng tịch tỉnh, chẳng phải ngoài tịch tỉnh mà thấy chẳng tịch tỉnh, không có chút tưởng niệm là có năng quán, năng kiến, có thể thấy thanh tịnh với tất cả chỗ, cũng không có chút gì có thể thanh tịnh. Đây là trí môn thanh tịnh của các Bồ Tát. Do trí môn này mà các Bồ Tát có thể tùy niệm môn Đà La Ni, Vô Biên Trang, Vô Biên Pháp Tạng của chư Phật Như Lai, khắp biết được bản tánh, tự tánh của các loài hữu tình, khai thị diễn thuyết các pháp tạng cho hữu tình, có thể khắp thanh tịnh các nghiệp trí tuệ, các nguyện cầu nơi vô thượng bồ đề, hiện bậc đẳng giác không thoái chuyển, có thể theo niệm nguyện thanh tịnh, mau được tự tại đối với tất cả pháp, có thể tu tập đức đại từ đại bi của chư Phật, pháp tạng thiện xảo của tất cả Như Lai đều hiện ra trước, và có thể thị hiện vô lượng vô biên pháp quang rộng lớn, thân thường an trụ nơi cảnh, nơi trí cảnh của chư Phật. Này Vô Biên Trang Nghiêm, pháp môn vô lượng vô biên này chỉ cho những pháp nào? Này Vô Biên Trang Nghiêm, tất cả pháp như địa, thủy, hỏa, phong, hư không, thức giới đều vô lượng. Các hữu tình, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc
đều vô lượng. Nhưng không có một chút hữu tình nào là có thể nắm bắt được và có thể biết. Vì hữu tình là không, thật ra hữu tình này chẳng thể nắm bắt và chẳng thể biết. Vì giới là không, vì thế nên các pháp đồng niết bàn giới nhập vào niết bàn. Tất cả các pháp đồng hướng vào chỗ chẳng thể nêu bày. Vì nơi niết bàn giới không có chút phần nào là có thể nêu bày. Trong niết bàn giới không chướng ngại, không che đậy. Vì đã vĩnh viễn thanh tịnh sự chướng ngại ngăn che vậy, nên niết bàn giới là thanh tịnh, là rất thanh tịnh. Niết bàn giới này cũng chẳng phải cảnh giới, vì xa lìa cảnh giới, vì không có cảnh giới, vì vượt ra khỏi cảnh giới, nhưng dùng tương tự mà phương tiện nói là cảnh giới. Giới đã nói đó là an trụ nơi chẳng phải giới và chẳng phải giới. Trong lời nói cũng không có giới, chỉ dùng ngôn ngữ để nêu bày các pháp. Lời nói cùng người nói đều chẳng thể nắm bắt, chẳng thể biết. Tất cả lời nói đều là chẳng phải lời nói. Tất cả lời nói như vậy, như tánh hư không, đồng vào hư không. Do đây nên địa giới, thủy giới cho đến hư không giới đều không thể ngôn thuyết, không lực dụng năng thuyết. Thức giới đã nói đó chỉ là dùng ngôn ngữ để thuyết bày các pháp. Nhưng thức giới đó, giới cũng chẳng phải giới, chẳng vào các giới, chẳng tương ưng với giới, cũng chẳng phải chẳng tương ưng. Từ hư không sinh vào nơi hư không. Thức giới như vậy chẳng ở trong, ngoài, chẳng giữa. Tùy nhiếp thọ nơi phần hư không của nó mà hướng vào hư không, chẳng thể hiển bày, chẳng thể xem thấy. Nếu nó đã là không thể hiển bày, thì nó không chỗ làm. Trừ có duyên tương ưng, nói là có thức giới. Đây là pháp môn của Bồ Tát chứng nhập. Tất cả các pháp bản tánh tự tánh như hư không, bởi y nơi pháp giới mà khai thị diện thiết, nhưng cũng không có giới của các pháp, vì giới mà chẳng phải giới, nên tất cả pháp như hư không. Do đây Đức Như Lai nói tất cả pháp đều là hư không, vì khó lường được, hiển bày tất cả pháp đều hư không tánh, vì bản tánh của các pháp như hư không, chỉ là dùng ngôn ngữ khai thị diện thiết thôi. Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông xem chỗ diễn thuyết từ nơi trí Như Lai thanh tịnh dường ấy. Giá pháp thanh tịnh như vậy, không pháp có thể sinh, cũng không pháp truyền thọ. Đây là trí không điên đảo của các Bồ Tát. Vì thế nên các ông cần phải cầu thích trí tuệ không cho người khác làm duyên, trí được không phân biệt, chẳng thêm phân biệt. Và có thể thanh tịnh được pháp môn, lý nghĩa chẳng thể nêu bày. Vì do pháp trí thanh tịnh vậy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, các loài phi điểu đi nơi đâu? Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm bạch Phật. Bạch Thế Tôn, loài phi điểu bay đi nơi hư không? Đức Phật lại hỏi, này Vô Biên Trang Nghiêm, hư không đi nơi đâu? Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hư không chẳng đi đâu cả. Đức Phật nói, này Vô Biên Trang Nghiêm, phải lắm, tất cả pháp như hư không, không có chỗ đi. Pháp đi, không chỗ đi, đều chẳng thể nắm bắt. Vì thế nên các pháp không có chỗ đi, lại cũng chẳng đi. Bản tánh của các pháp không có đi, không có nói. Vì muốn các Bồ Tát được trí hư không thanh tịnh, nên Như Lai chuyển pháp môn này. Đây là pháp môn vô biên quang minh, soi sáng cùng khắp vô lượng vô biên, dường như hư không. Quang minh chiếu khắp đó cũng chẳng thể thấy. Các Bồ Tát được pháp môn này rồi thì có thể quan sát khắp mười phương thế giới và có thể liền thấy tất cả thế gian. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là cảnh giới sở tri của trí tuệ Bồ Tát, cảnh giới thông đạt của trí Bồ Tát, chẳng phải cảnh giới của ngoại luận khác, vì họ không thể nói đến được. Nghĩa lý của pháp này là chẳng thể diễn bày. Vì pháp ấn ngữ, ngôn không thể hiển thị được. Vì thế nên tất cả pháp không ấn cũng chẳng tăng ấn, vì đòi biết chẳng ấn mà khéo léo tu tập. Dùng ấn hư không mà ấn tất cả pháp. Dùng ấn vô tướng có thể thể hiện hư không vô tướng kia, không tướng hữu vi, không tướng ngữ ngôn. Do vì không vô nên nói hư không này.
Vì hư không đã nói đó. Không có thật thể nên nói là không. Vì chân thắng nghĩa nên biết các pháp rốt ráo là không có ngôn thuyết. Này Vô Biên Trang Nghiêm, này Đại Như Lai sẽ nói Đà La Ni Ấn. Những câu thanh tịnh là những câu hư không. Vì trí thanh tịnh nên hư không, nên như hư không không có câu. Không có câu nên thanh tịnh, nên phải rõ không có các câu như vậy. Đức Phật liền nói chú: Tỳ Việt Lê, Tỳ Việt Ra, Nổ Ta Hê Đế, Bát Ra, Nổ Nể, Nể Sang Nã, Vĩ Việt Ra Ni, A Tỳ Dạ Việt Ca Sang Nại Tiết Nể, Bát Ra Bá Lê, Bát Ra Bá Ra, Nhĩ Thâu Đạt Nể, Niết Tỳ Yết Lệ, A Cá Sa Tam Ma Việt Bà Ra Ni, Nể Tỉnh Nghê, Tỉnh Giả Ba Yết Đẻ, Tịnh Giá Tỳ Mâu Chiết Nể, A Nã Đà Nể, A Đá Nẵng Tỳ Yết Đế, Gương Khất Sa Siết Na Bát Rị Yết Ma Chế Nê, A Nổ Bát Siết Na, A Tam Minh, A Ta Ma Ta Mê, Địa Tỳ Gia Nhã Nẵng A Ha La Ninh, Bát Ra Nhương Trước So Tỳ Thâu Đà Nể, Thiết La Gia Bá Na Gia Nể, Địa Dận Kỳ Ô Bát Ra Ni, A Dụ Kê, A Tỳ Dụ Kê, A Tam Bát Ra Dụ Kê, A Tỳ Bát Ra Dụ Kê, A Hột Ra Bát Đà Niết Hạ Lê, Niết Đề Sa Bát Đà Tỳ Thâu Đạt Nể, A Đẻ Đà Na Yết Đà Bát Ra Đẻ Vô Bát Na Tỳ Thâu Đạt Nể, Ngật Rị Đà Bát Rị Yết Ma Tỳ Nể Đế, Nẵng Đa Ra Tha Nổ Yết Đế, A Tăng Yết Ra Minh, A Ngật Ra Bát Đà Tỳ Thâu Đạt Nể, Bát Đà Bát Ra Bệ Đà Như Na Tỳ Thâu Đạt Nể, Niết Bá Tư, A Bá Ta Tỳ Thâu Đạt Nể, Ta Mạng Đa Nại Sa, Địa Sa Tỳ Gia Phiệt Lư Yết Ninh, Nhĩ Ra Ngược Bát Đà Niết Ha Lê, Bát Ra Nhã Nhĩ Thâu Địa, Ô Bá Ta A Bát Ra Minh Ca Ra Ni, A Cự La, Ba Đạt Ma Nại Rị Thiết Na Nhĩ Thâu Đạt Nể, Bồ Đá Ác Ra Tha Sang Nại Rị Thiết Nể, A Nộ Mạo Đà Ác Tha Nhĩ Thâu Đạt Nể, Ta Kiệt Ra Chất Đa Nổ Bát Ra Phệ Thế, Mế Rô Bát Rị Tăng Tác Tha Minh Tha Ninh, Ra Thấp Nhĩ Bát Ra Đa Bát Nể, Tác Bà Lộ Ca Địa Bát Đế Gia Nhương Na Nại Vĩ Thâu Đạn Nể, A Bát Ra Đệ Cát Đa, A Tăng Già Như Na Nại Rị Tiết Ninh. Đây Vô Biên Trang Nghiêm, đây là Ấn Đà La Ni, những câu thanh tịnh diện thiết hư không. Nhưng câu phần đoạn đầu đều không có phần đoạn, vì không phần đoạn đều không có phần đoạn, vì không phần đoạn nên trong đó không có câu, không có câu thanh tịnh. Vì tất cả pháp vẫn là thanh tịnh, vì người phát tâm đại thừa mong cầu pháp thanh tịnh thầm thâm, do vì thần lực Như Lai gia trì, nên những câu chú này được lưu bố. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu người phát tâm muốn hiện tiền chứng đại Bồ Đề, muốn làm lợi ích cho chúng sinh, thì nơi những câu thần chú này, dù chưa từng nghe nhưng cũng hiểu rõ được, hoặc có trời tịnh cư hoặc chư thiên thần thọ trì thần chú này, phải đem truyền thọ cho người đó. Nếu có người phát tâm vô thượng Bồ Đề, chư thiên thọ trì thần chú này cũng đem truyền dạy lại người đó. Đức Như Lai liền nói thần chú: Ô Ba Tăng Hà Lê, Ta Hà Lê, Hột Rị, Thất Rị, Địa Rị, Đệ Nhĩ Thâu Đản Nể, Yết Lượng Nẵng Ác Tha Niết Đệ Xiệm Bát Ra Đệ Bá Đệ, Chất Đa Mạc Nổ Nhĩ Nhương Na Nhĩ Thâu Đản Nể, A Địa Gia Đát Ma Ma Tứ Ác Đà Bát Rị Thâu Đản Nể, Yết Đệ Tỷ Mật Lý Đệ Mạc Đệ, A Bát A Cát Ra Nể Cấp Đa, Cấp Đa Bát Đệ, Tác Lê Tác Ra Phiệt Đệ. Này Vô Biên Trang Nghiêm, các vị thiên thần, ở trong núi tuyết, nếu được thần lực của Như Lai gia trì,
họ có thể truyền thọ pháp quan cho những người thuyết pháp. Đức Phật liền nói: Thần chú, mạc đệ nhĩ thâu đảng đệ tô dục đa mị rị duệ a kiệt ra tứ đa bát đà niết hà rị a chỉ lễ tỳ nể a nhị lễ tỳ nể uất tha nẵng tam bán ninh nhĩ nể đa tam ma na đáp bát nể mạc đệ a yết la nộ nghiệt đế. Kinh Đại Bảo Tích quyển 7, Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư, Bồ Đề Lưu Chí. Pháp hội 2, Vô Biên Trang Nghiêm phần 4, phẩm 3, Thanh Tịnh Đà La Ni phần 2. Này Vô Biên Trang Nghiêm, chư thiên thần ở núi Kê La Bà có thể làm cho người thuyết pháp được sáu căn thanh tịnh, giúp ngữ nghiệp người thuyết pháp được tương tục không gián đoạn. Đức Phật liền nói: Thần chú, Bát Ra Đa, Bát Đát Đệ, Phệ Đô Chiết Na Phiệt Đệ, Một Đà Mạc Đệ, Phược Tô Mạc Đệ, Đạt Ma Mạc Đệ, Ác Tam Bát Ra Mưu Sa Phiệt Đệ, Phiệt Bá Sang Nại Rị Tiết Nẵng Phiệt Đệ, Ô Ba Tăng Hà Ra Niết Đệ Sa Phiệt Đệ. Này Vô Biên Trang Nghiêm, các vị thiên thần ở rừng Ta La có thể làm cho thân, ngữ, ý, nghiệp của những người thuyết pháp đều thanh tịnh, làm cho tiếng tâm trong suốt, thanh tao khả ái và có thể truyền cho lời ái ngữ, lời hòa thuận. Đức Phật liền nói: Thần chú, Niết Ra Lam Ba A Nghiệt Ra Yết Lê Khất Sái Ma Tỳ Chế Duệ Niết Bá Ta Phiệt Đệ Niết Hà Ra Phiệt Đệ Ô Xà Phiệt Đệ Ô Ba Nẵng Danh Đệ Ô Ba Tăng Hà Ra Yết Ra Ni A Vĩ Xạ Tha, Y Hà Đà Ra Ni Mục Khể, Đạt Ma Mục Khê, Đạt Ma Ba Tra Lê. Này Vô Biên Trang Nghiêm, có các vị thiên thần ở phía nam núi tuyết, giúp thêm sức lực cho những người thuyết pháp, những người siêng tu hành pháp này, những người mong cầu pháp này, những người ưa thích pháp này. Đức Phật liền nói: Thần chú, Yết Rị Đa Nặng Ác Tha Vi Tác Nhã Nể Kiêu Sa Rị Gia Nộ Nghiệt Đế Ô Bát Gia Tăng Ngật Rị Tứ Đế Vi Ninh Mục Đế Phiến Đa Bát Như Lai Vi Tác Ra Nể Ô Bát Ta Gia Sa Phiệt Đế. Này Phương Biên Trang Nghiêm, có các vị thiên thần ở bờ đại hải vì nghe pháp nên làm cho các pháp sư được an lạc. Đức Như Lai vì muốn lợi ích cho họ nên nói câu thần chú này. Thiên Đế Thích cũng có thể truyền cho họ những câu thần chú này. Thần chú đây là những câu có thể nhiếp triệu Đế Thích. Đức Phật liền nói: Thần chú, Ma Khí Bát Đệ, Ma Tô Mãn Đệ, Nê Bả A Ra Nhã, Xá Chí Bát Đệ, Tác Bà A Tô Ra Nẵng, Niết Ra Già Đa Nể, Mạc Nhi Xá Giả, Tố Bát Ra Đệ Sắc Sĩ Đa, Bát Ra Mãn, A Ra Na Nổ Tỷ, A Tố Ra Nảm, Nê Phược Nảm, A Địa Bát Thầm, Tác Nã, Bố Ra Tắc Ngật Rị Đổ Tứ Niết, Nê Vi Tứ Thử Bả Tế, Phược Ta Phược Tác Na, Bố Lãng Nại Ra Đô, Đa Bế Tứ A Tố Ra Tác Na, Đọa Nặc A Khất Lâm, Đa Phược Bát Chi Thi Chủy, Vi Đồ Dẫn Tứ Đa, Ma Tố Ra, A Tố Lệ, Na Ra Bát Ra Diễn Đệ, Tị Đa Đa Ra Tất Đa, Na La Địa Thâu Địa Sa, Na Mãn Bột Đà Tứ Giả, Dị Ác Đệ Sử Dệ, Nẵng Ma Ngúc Đa Ra, Ma Ha Giả Xá, Nê Phược A Tố Ra Tứ Danh, Tăng Nghiệt Ra Danh, Bồ Đà Nhiếp Đà, A Nậu Đa Ra, Thất Ra Mạc Tư, Nê Phược Vi Thệ Gia, Na Ma Bột Đà, Để Nẵng Mãn Tư, Tân Yết Ra Ma Xiển Na Tư Mạc Nảm, Bột Đà Nang Danh Nẵng Phược Tứ Gia, Vi Thệ Duệ Tố, Đa Đa Nên Phược, A Tố Ra Thất Giả, Vi Ninh Đa Phạm, Ngật Lý Đa Đế,
ra khất sa nê phược nảm ma nổ sa nảm ra khất sa vĩ na dục ế ha đạt ma đệ nê thế ô đa lan đệ tô bát ra đệ sắc sĩ đa ninh ngật lý tứ đa đa phược dạ a tố ra a ra khứ sái ta dục xoa khẩn na ra nản già cơ bàn tra bộ đa đa nể tỳ xá giá na nẵng ra đa tha a giả la tất thả nẵng bát ra bát đô tứ ấn na ra bố ra tất ngật lý đa a để nghiêm tỳ ra phiến thể giả a nghiệt ra bố lộ xa tế vĩ nan bát ra như mạng đô tứ nê mạc na ra bột địa ma ta tha vi thứ lộ đa a mạc xã ế ha tố đa ra tứ thị a ra khất sa mạc na tứ đa ta tác ra đê đa ra tố mục khê am bát ta lệ bát rị phật lý đa ô ba muộn nhương tác phật cam yết minh nan bố ra mê tứ đổ tứ danh giả ngật rị đảm a đệ bát thị giá a nổ bát ra một đa a giả tố bát rị đệ sắc sĩ đa ngật lý chim tứ cứ xá lam bố ra mê ma nổ thế số mang tứ bát đệ bố ra phượt hư mâu tứ na phượt nẫm bố thể ấn đệ đáp phượt mang nổ xá bột là tứ giả ngật rị đắc phượng tắc đắc ca lam bố xà bệ sát đệ đế mạc hô ma ha phượt mãn ninh vi giả lam bá phượt nan giả tố thứ bá đệ nê phượt lai giả tứ mãn địa giả tứ thị giả khứ sớ tứ bá lý phượt lý đổ bát ra lạm ma ha rị ma hồng giả đa phượt tứ ca vi xá na a ngật ra phượt tứ ta đa đệ ma đệ tố ra đa bát ra đệ ta ra đa ra đa tha bát ra bồ tát kiến đà a nể ra giả mãn ra giả ma ha ma nghe ma ha tác kiến đà ma ha kế đô tố bát ra địa giả ma ha ma ra ế đế dược xoa ma ha đế nặc a ra khất sằng đệ bá phược nam đa phược ma hộ dược xoa bát rị phược lộ dễ đa thâu bá tứ phược ta phược ma tố các phược phược tố đệ nặc ma ha đế nặc ma ha ngưỡng nể ma ha bát ra ha ra nộ chế phược a vị tứ ta na gia đa thế phược giả tố danh rô mộ ra đà nể đa phược phược ta phược tác phược nê phược bố ra tắc ngật rị đổ thứ bà đệ bà phược nạn ô bà ra bát ra ma muộn giả tứ đệ nặc ta này vô biên trang nghiêm thần chú này là những câu có thể nhiếp triệu thiên đế. Nếu các Bồ Tát hướng đến Bồ Đề, sau đó vì nhiếp thọ chúng sinh mà an trụ trong nhiếp pháp do thần chú nên chú trên đây nên sẽ được Thiên Đế Thích truyền thọ các câu thần chú này vô biên trang nghiêm. Những gì như là những câu có thể nhiếp triệu tứ thiên vương và các quyến thuộc. Đức Phật liền nói kệ: Dạ xoa không giận não, người tu tập pháp này, trưởng tử vua Đa Văn, cha con đều cung kính, sang xà già, gia xoa, các đoàn quân lữ mạnh, thường ủng hộ những người nơi pháp này ưa thích. Tri quốc đại thân vương, hằng đem quyến thuộc theo, thường ủng hộ những người khéo diễn thuyết pháp này, quyến thuộc thần số mục, tự mình và quân chúng, tất cả sẽ ủng hộ người tu tập kinh này, tăng trưởng đại thiên vương, quyến thuộc và quân lữ đều thường theo vệ hộ người ưa thích pháp này. Thần La Sát Tràng Phan, La Sát Đại Tràng Lực đều ở tại phương Đông,
nhiếp vào câu chú này. Tự mình và quyến thuộc thường gần gũi thủ hộ, người độc tụng thọ trì, pháp môn thậm thâm này. Thần hề ly mạc đệ, lam bà, tỳ yết giá, và thần tác đà đa, đồng ở tại phương Nam, hầu hạ thiên đế thích, đều nhiếp trong chú này, thường giúp thêm tinh lực cho người trí thuyết pháp. Và các thần la sát, kiếm ly tam mật đa, cùng dạ la hệ xí, với thần mật thất đa, đồng ở tại phương Tây, thần chú này nhiếp đến, tất cả thường ủng hộ người thuyết pháp rõ nghĩa. Và các thần la sát, thật đế thật, hữu thật đế, tinh sâu nơi pháp này, đồng ở tại Bắc Phương, vì muốn họ ủng hộ Phật nhiếp họ vào đây, do oai lực Như Lai đều chấp tay mà đứng. Này, Vô Biên Trang Nghiêm, đây là những câu có thể nhiếp triệu tới Thiên Vương, các quyến thuộc và hàng thị tùng. Đức Phật liền nói thần chú: Tát Ninh Vi Xá Nể, Maha Tát Lê, Maha Yết Nể, Maha Yết Nhã Nể, Bát Ra Bộ Đa Vi Thệ Duệ, Đà Phật Xã A Nghiệt Ra, Ô Bá Phật Tát Nể, A Nể Lã Tế Nẵng Đô Ta Ha, Nẵng Nẵng Việt Nam Nại Sa Nể Xá, Giết Đỏ Rị Lộ Ca Bá Sa Ra Nể, Đỗ Tứ Ninh, Đỗ Tứ Minh, Ra Nhã Nặng Ô Chiết Tha, A Phệ Thiết Na, A Ha Tác Mạng Phược Ha Ra Thá, Vật Ra Thệ Ninh Tiết Ra Ha, Tác Mê Chiết Đột Địa Xá. Này Vô Biên Trang Nghiêm, những câu gì có thể hàng phục Ma Ba Tuần, ông nên lắng nghe kỹ, kỹ. Đức Phật liền nói thần chú: Mật Đệ Lệ, Mật Đa Ra Phật Đệ, Ca Lộ Ninh, Ca Lộ Nẵng Phật Đệ, Vi Bộ Đệ, Vi Bộ Đa Phật Đệ, Bát Ra Mâu Chiết Nể, Bát Ra Mâu Chiết Nẵng Phật Đệ, Ngật Rị Đa, Ngật Rị Đa Phật Đệ, A Nộ Nghinh Danh, A Nộ Nghinh Mãn Phật Đệ, Ô Bá Đa Siết Na Nể, Già Ma Vi Phật Nhương Nể, Đế Rị Sát Nẵng Ta Mâu Châu Sát Nể, Nể Tiết Rị Tứ Đa Mang Ra Phược Lam, Ôn Đa Ra Nang Phược Đẻ, Bát Ra Đệ Giữ Đa Ra Phược Đẻ, Ô Bế Khứ Sa Nộ Ta Tứ Đế A Lam Ma Nang Vi Thâu Đà Nể, Ninh Na Đa Xá Nẵng A Lam Mộ Ha Nể, Nể Sắc Tra Bát Ra Bán Giả Ninh. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là những câu chú hàng phục Ma Ba Tuần. Do những câu chú này, Thiên Ma Bạch Cát và Ma Quân không có cơ hội quấy nhiễu. Này Vô Biên Trang Nghiêm, gì là những câu có thể nhiếp triệu Đại Phạm Thiên? Ông lắng nghe và nghĩ kỹ. Đức Phật liền nói thần chú: A Địa Bát Đệ, Ma Tất Thá Nẵng Phiệt Đệ, Ta Phược Viêm Ngật Rị Đa, Tất Tha Nẵng Danh Đệ, Nẵng Nẵng Ma Hộ Vi Vĩ Đà, Bát Ra Đệ Giữ Bá Tát Tha Nẵng Già Là Nẵng, A Địa Già Tát Tha Nẵng Bát Đệ, Thứ Đà Tát Tha Nẵng Tiết Đổ, Ta Hàm Bát Đệ, A Địa Yết Lãng Đa Vi Thứ Đà Nẵng, Thứ Bà Bát Rị Bát Ra Thứ Bá Địa Mục Đa, Bát Ra Bột Đa Thất Rị Đa, Nể Phược Ta Nang, Bát Ra Bồ Đa, Bát Ra Bá, Nể Tiết Ra Khê Đa Giá Ma, Ta Phược Tất Đệ Già Ma, Bát Ra Đệ Giữ Bá Tát Tha Nẵng. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là những câu có thể nhiếp triệu Đại Phạm Thiên. Do thần chú này, Đại Phạm Thiên có thể truyền thọ cho những người thuyết pháp cả văn cú phạm hạnh thanh tịnh viên mãn. Này Vô Biên Trang Nghiêm, những gì là những câu pháp quang minh của Tịnh Cư Thiên, ông hãy lắng nghe và nghĩ nhớ kỹ. Đức Phật liền nói câu thần chú: Vi Thâu Đà Nẵng Phược Đệ, Án Đệ Ma Già Rô Nệ, Già Ma Ma Phược Ô Ta Đã Nệ, Bát Ra Niết Danh Đa Nệ, Bát Rị Diễn Đa, Bát Ra Đệ Giữ Ba Tất Tha Nẵng
bát gia phật ta nặng a lại gia vi thâu đà nể a dương bát diễn đa dà ra nể án để ma nể xá bát ra để giữ bát bá tất tha ninh. Này vô biên trang nghiêm, cho thần chú này, chư thiên cõi trời tịnh cơ có thể truyền thọ những pháp tạng của Như Lai cho các Bồ Tát. Này vô biên trang nghiêm, với các thiên vương, nhân vương, Atula vương, Kalola vương, Long vương, hoặc những hàng quỷ thần oai đức lớn hoặc oai đức nhỏ, không luận tin hay chẳng tin, Như Lai đều truyền thọ câu Đà La Ni, làm cho những người đã tin được thêm lớn lòng tin đối với pháp này. Những kẻ không tin thì mặc nhiên bỏ đó. Chẳng cho họ nói năng cãi cọ. Lúc diễn thuyết pháp này, nếu có ai đến làm chướng nạn do thần chú này thì đều hàng phục. Trong đây, vì là những câu thần chú có thể nhiếp thủ người có lòng tin. Đức Phật liền nói thần chú. Ngu Rô Nã Lê A Bãi Bác Lệ Ta Phược Tỳ Niết Ha Ra Cú Mạc Nê Niết Dương Nặng Bác Ra Để Vi Rô Dị Ninh Chỉ Đa Sang Giả Nặng Nể Chỉ Đa Bác Rị Yết Danh Chỉ Đa Tam Bác Ra Ta Nã Nể Ma Nặng Tứ Giả Ha Rị Xá Già Ra Nể Vi Nhương Nặng Tứ Gia A Nộ Ta Phục Đã A Nộ Đạt Ma Nộ Bế Khứ Sái Ninh Tứ Đô Sang Na Rị Xá Nể Đa Tha A Khứ Sát Ra Bát Na Niết Nê Xá Thâu Địa Đa Phược Đẻ Giả Tha Tiết Đa Giả Tha Nổ Cú Lội Bá Ma Ô Bán Mãn Niết Nê Hiệp Vi Thứ Địa Đa Đát Đa Ra Già Lê Nẵng Giả Yết Đáp Vi Diêm Tam Bát Ra Ta Na Ác Tha Đổ Ta Ma Giả Tha Nổ Cú Lại giả mục khê, ô ba tăng hạ ra dục nể xá, a xá gia tứ giả, vi thứ địa gia, giả tha thứ địa đẻ, la khứ sái nản la khứ sái nể, la khứ sái nản phược đẻ, la khứ sái nang vi thâu đà nể, bát ra đẻ phệ đà ác tha, sang na rị xá nể, cú xá ra mạo tha tác mê ha bát ra vi giả duệ ta ma ta ra nể ngọc rị đa nộ a ra khứ sử tác nể giả ác thế tác đệ giả nẫm tố vi thâu địa đế. Này với biên trang nghiêm, trên đây là những câu nhiếp thủ người có lòng tin thanh tịnh và cũng có thể truyền trao nghĩa lành cho pháp sư diễn thuyết pháp này. Như Lai lại nói những câu nhiếp phục người chẳng tin. Đức Phật liền nói thần chú. Khứ sái mê, khứ sái ma phục đệ, mê đa ra bát rị yết ma, bát ra để giữ ba ta tha ninh, gia lội nang bát ra nể lã ta, bát ra để lã ta, tứ đa nổ kiếm ba, tán lạc tán nạc nẵng nể, tăng yết ra ha phược tác đổ, tứ đa phược tác đổ, tán na ra xá nể, bát rị phược nạc nể gia, phược nạc nể, kỳ ba dương đa ra, tế phược nể, nạn đát đa ra nê thế, tác tha đáp vi gia, giả đa ra vị yết ra ha phược đệ nộ, tác ma tiết lãng đà, bát ra na lã nể, ô ba giá ra sang na rị xá nể, nể xá ra dạ vi thứ đà nể, a đa ma nộ dạ danh, bát ra ô ba tăng ha la nể, niết danh đa nể, a nộ ra khứ xa, bát ra để giữ ba ta tha ninh. Này Bồ Biên Trang Nghiêm, đây là những câu điều phục người bất tín, chẳng cho họ tạo những lỗi ác, bằng không họ còn gánh ghét pháp lành, huống là đối với pháp vô thượng này. Cho nên Phật vì diệt tất cả những lỗi ác và đoạn trừ tất cả phiền não mà nói câu chú này. Này vô biên trang nghiêm,
Như Lai thấy chúng sinh, những kẻ không có lòng tin thanh tịnh, hoặc muốn đấu tranh, hoặc muốn tổn hại, hoặc muốn não loạn, mà họ đến gần Như Lai. Như Lai liền biết tâm niệm của họ theo căn cơ của mỗi người. Như Lai dùng các pháp môn làm cho họ được giác ngộ, cho họ hết những ý nghĩ chẳng lành mà phát khởi các căn lành. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai an trụ trong 18 pháp bất cộng, có thể khéo rõ biết tâm hạnh của chúng sinh và rõ biết những phương pháp để nhiếp độ. Những gì là 18 pháp bất cộng của Phật? Này Vô Biên Trang Nghiêm, từ lúc thị hiện chứng vô thượng Bồ Đề cho đến nhập vô dư Niết Bàn, trong thời gian đó Đức Như Lai trọn không lầm lỗi, không lời thô bạo, không quên mất niệm, không có chẳng trạch xả, không có các thứ tưởng, không có tâm chẳng định, tinh tấn bất thoái, niệm bất thoái, chí nguyện bất thoái, đẳng trì bất thoái, tuệ bất thoái, giải thoát bất thoái, giải thoát tri kiến bất thoái, tất cả thân nghiệp hành động theo trí tuệ, tất cả ngữ nghiệp nói năng theo trí tuệ, tất cả ý nghiệp là trí tuệ, tri kiến về quá khứ, hiện tại và vị lai đều không trụ trước, không chướng ngại. Này Vô Biên Trang Nghiêm, vì Như Lai thành tựu 18 pháp bất cộng này, nên vô lượng trí kiến thể đều thành tựu, có thể khai thị diễn thuyết pháp môn thanh tịnh Đà La Ni này, làm cho những hữu tình, bất tín sinh lòng tin thanh tịnh, làm cho người đã tin được trí thanh tịnh nơi pháp môn này. Này Vô Biên Trang Nghiêm, theo chỗ ưa thích, Như Lai dùng các thứ ngôn ngữ để phân biệt giải thuyết môn Đà La Ni này, nhưng chẳng thể nói được 1% về lý nghĩa dứt nghi của môn Đà La Ni này, cho đến 100.000 muôn phần, muôn ức phần cũng chẳng nói được một. Vì pháp môn này là môn vô lượng, là môn chẳng ý bàn, vì môn này có thể được nhất thiết chủng trí. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nay Như Lai dùng vô lượng danh ngôn vì các ông mà khai thị diễn thuyết pháp môn này, muốn cho các ông rõ biết khắp vô lượng môn được Đà La Ni. Đức Phật liền nói câu thần chú: Đắc Địa Tha A Rị Duệ, A Rị Gia Phược Đã, A Rị Gia Nổ Yết Đế, Nể Đà Ninh, Nể Đà Nẵng Phược Đã, Phược Đổ Bát Đa Danh, Phược Ra Đổ Kỳ Siết Nể Già La Nể, A Già Xá Vi Thâu Đà Nể, A Nổ Khứ Sát Kỳ Nể, A Ninh Khứ Sát Kỳ Nể, A Vi Tiết Đa Bát Ra Danh, A Nộ Bá Tiết Đệ Nể, Niết Bạn Nẵng Bát Tha Vi Thâu Đà Nể, Vi Gia Ba Nể Khứ Sự Bát Đệ, A Nộ Bá Na Ninh Lộ Đà Bá Ra Danh, Tác Phược Nhường Niết Bạn Nẵng Ninh Ba Ra Xá Ninh. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là ấn Đà La Ni, câu có thể thanh tịnh, câu danh thuyết đặc biệt khác lạ, do thọ trì pháp môn Đà La Ni này, dùng công dụng ích mà có thể chứng Bồ Tát vị, được sai biệt diệu trí và cần đại bi, do rõ biết nghĩa nên chứng ngộ được nhất thiết chủng trí. Này Vô Biên Trang Nghiêm, câu Đà La Ni này là đại lương dược, vì có thể phá trừ được các trọng bệnh, là có thể trừ diệt vô minh, vô trí, những chướng rất tối tâm, thuận với minh pháp mà chuyển viên mãn. Thuận minh pháp gì mà chuyển viên mãn? Nghĩa là vì thuận với minh pháp nên trí viên mãn và có thể hiện tiền chứng được trí túc mạng minh. Vì thuận với minh pháp nên trí thiện xảo mà được trí viên mãn, trí thiên nhãn minh. Vì tùy thuận minh pháp nên xa lìa các phiền não mà hiện tiền chứng được trí lậu tận minh. Do đây lại có thể thành tựu tất cả pháp môn Ba La Mật Đa cho đến nhất thiết chủng trí. Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông Sa Như Lai có thể khéo thuyết pháp rộng lớn như vậy, khéo viên mãn những phương tiện thiện xảo như vậy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai thành tựu đại trí như vậy, có thể khéo trụ nơi nhất thiết chủng trí, 10 lực, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng. Đây là bảo tàng vô thượng kết tinh của những căn lành đã tu từ vô lượng vô số ức kiếp, do đó nên khéo an trụ được những nơi, được nơi những pháp môn này. Nay Như Lai vì các ông khai thị chuyển tiếp pháp môn thanh tịnh
Đà La Ni này để được thành thục Phật Pháp. Nếu có thị nam, thì đứa nào phát tâm cầu đến Đại Bồ Đề mà muốn tu học theo Phật, muốn ủng hộ Phật Pháp, muốn thọ trì vô lượng pháp tạng của Phật, đối với pháp này phải siêng tu tập, chẳng phóng dật, chẳng tham đắm chấp trước nơi ba cõi. Phải khéo gia trì nhất thiết trí, khéo tu tập những phương tiện thanh tịnh nơi sắc, thọ tưởng hành thức. Với thật đế siêng tu tập thanh tịnh trong các pháp và thiết cầu trí tuệ thanh tịnh, này phổ biến trang nghiêm, vì nội tâm thanh tịnh nên tất cả pháp thanh tịnh. Vì nội tâm thanh tịnh nên tất cả pháp tịch tỉnh, vì nội tâm tịch diệt nên tất cả pháp tịch diệt. Vì nội tâm không chấp giữ nên tất cả pháp không chấp giữ. Vì nội tâm chẳng trụ nên các pháp chẳng trụ, vì nội tâm diệt nên tất cả pháp diệt. Vì nội tâm không tạo tác nên tất cả pháp không tạo tác. Vì nội tâm không đến, không đi nên tất cả pháp cũng không đến, không đi. Này vô biên trang nghiêm, những pháp môn đây làm cho các Bồ Tát nội tâm được thanh tịnh. Vì bản tánh tất cả pháp là không phân biệt nên nội tâm cũng chẳng khởi phân biệt. Nhưng có thể thọ trì môn thanh tịnh Đà La Ni, rời bỏ tham lam, sân nhuệ, cống cao, được chư Phật khen ngợi, làm pháp chủ vô thượng tối thắng của chúng sinh, sẽ có thể chứng được trí thanh tịnh, biện tài không ngăn ngại. Nơi tiền hậu tế được trí thanh tịnh có thể biến ký biệt, nhưng hay tùy niệm theo tánh trung đạo, để có thể chứng được vô sinh pháp nhẫn, có thể chứng đạt tánh duyên khởi nguyện thù thắng, có thể thanh tịnh các nguyện hạnh, có thể khắp thọ trì tất cả pháp bất cộng. Lời nói ra đại chúng đều tính thọ, có thể chuyển đại pháp luân. Này phổ biến trang nghiêm, do được Đà La Ni trên, nên các Bồ Tát quyết định sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn, được tất cả pháp trí thanh tịnh, nghĩa là tất cả pháp không sinh không diệt. Tất cả pháp đây đều ở trong môn diệt hoại. Môn diệt hoại này đồng là tướng không sinh. Đã là không sinh thì không diệt. Quán sát như thật vậy rồi, Bồ Tát đối với tất cả pháp sẽ lìa tất cả tướng. Đã lìa tướng thì chẳng chấp trước, chẳng hỷ luận. Này vô biên trang nghiêm, đây là các Bồ Tát dùng trí vô sinh khéo quan sát mà có thể chứng nhập các môn Đà La Ni này. Do đây, mau chứng được vô sinh pháp nhẫn, biện tài không ngăn ngại. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng, nếu pháp hư vọng sinh, sinh xong tất hoại diệt, các pháp chẳng phải có, nắm lấy được cái gì. Các pháp chẳng phải có, không thể lấy. Pháp chẳng thể nắm lấy, nắm bắt, thì nắm lấy ở đâu? Nếu chẳng rõ các pháp, tự tánh chẳng thể đắc. Người này duyên theo tướng chẳng được Đà La Ni, các pháp như hư không. Nên diễn thuyết khai thị, hư không và khai thị, cả hai không sở hữu. Hai thứ này đã không, các pháp cũng là không. Hiểu pháp được như vậy, người này được tổng trì, rõ biết không khởi đầu, chẳng phân biệt giữa sâu. Các pháp rời phân biệt, tất cả đều là không. Nếu đã không cứng thật, chẳng phải có. Y chẳng lấy các pháp, nắm lấy đâu thể được. Rõ các pháp như vậy, tự tánh không sở hữu. Nay Phật lược nói họ được tổng trì thanh tịnh. Các pháp như hư không, cũng rỗng đồng hư không, dùng tuệ thường quan sát. Người này được tổng trì, các pháp không sở hữu, chẳng sinh còn chẳng khởi, không có không thể lấy, thế nào nắm lấy được. Tất cả pháp vô tướng, tự tánh không hỷ luận, tất cả đều lìa tướng, thuyết pháp không sở hữu. Nếu hiểu được như vậy, đúng thật lý các pháp, người này không phân biệt mà là nắm lấy được. Tự tánh của các pháp vì không nên chẳng được. Rõ nghĩa không sở hữu, người này được tổng trì. Nếu quán sát như vậy, không nhiễm tất cả pháp, trí không không phân biệt, người này nắm được pháp. Nghĩa không, nghĩa vô thường, nghĩa yếm ly, nghĩa khổ. Nếu dùng tuệ hiểu rõ, người này trí thêm lớn, hiểu nói không chấp giữ, nghĩa niết bàn như lý, kiên tâm không phân biệt, cũng chẳng phân biệt pháp. Do đây nhận rõ được, các pháp chẳng bền chắc là không không chấp giữ, tịch tỉnh không khó thấy, hiểu pháp xong diễn thuyết không phân biệt, không đắm không phân biệt, trì được pháp môn này. Nếu hiểu pháp
tướng rồi rõ được là không tướng. Người này nơi các pháp chẳng có tưởng xả ly. Người này rõ được nghĩa pháp của Phật đã nói, nghĩa lý rất bí mật. Người này hiểu theo Phật, nếu quan sát đúng lý, tất cả pháp vô lượng xa lìa các số lượng, hiểu được nghĩa lý này. Nếu quan sát các pháp không danh và không tướng, rõ thấu được nghĩa này. Trí người này thêm lớn, các nguyện đều thù thắng, theo đúng lý quán niệm. Các nguyện và các sắc không trụ chống người ấy, rõ nghĩa pháp môn này, quán sát được đúng lý. Trong nghĩa lý các pháp, người này không nghi hoặc, nếu dùng tuệ quán sát tướng của tất cả pháp, quyết định hiểu rõ đó, người này chứng vô tướng. Đối với nghĩa lý này, hiểu rõ khéo an trụ, được vô ý như vậy, mau chứng được Phật Pháp, chẳng hí luận nơi Pháp, bình đẳng không phân biệt, tương ưng hiểu Pháp rồi, không lầm, nghĩa yếm ly, tịch diệt không phân biệt, tịch tỉnh dứt các quẩn, bình đẳng với các Pháp, được biện tài đúng lý, tu tập được từ bi, lợi ích các chúng sinh, khéo tương ưng an trụ, hiểu được đạo vô thượng. Nếu rời tướng chúng sinh, hiểu được pháp vô ngã, cùng nghĩa không hí luận, thật lý chẳng hí luận. Nếu nghe pháp này rồi, được lòng tin thanh tịnh, người này sẽ gặp Phật, Di Lặc Lưỡng Túc Tôn. Họ làm ta vui mừng, ở trong chúng hội này, nghe hiểu được pháp đây, làm được bậc hiền thiện, người kính mến Như Lai, thì sẽ không phá hoại, do nghe được pháp này, được bậc hiền thiện mến. Nếu ở trong hiền kiếp, muốn được thấy chư Phật, tu học pháp môn này, chư Phật đều hoan hỷ. Muốn thấy vô lượng thọ cùng Phật A Xuất Bệ, oai quang đại danh sơn, phải học pháp môn này. Nếu muốn thành Bồ Đề, pháp tịch tịnh tối thắng, hoặc cầu ngôi chuyển luân, phải học pháp môn này. Nếu muốn cầu vô thượng, môn thiện xảo tổng trì, phải học pháp môn này, tinh tấn chấp phóng dật. Nếu muốn thành nguyện lớn, rộng tối thượng thù thắng, cầu chứng được Bồ Đề, pháp môn này phải học. Pháp môn Đà La Ni, Phật nói trong kinh này, là ấn pháp vô thượng khai thị được các pháp. Thật nghĩa trong các pháp, dùng tẩm trì khai thị pháp môn hư không này, giải quyết nghĩa vô biên, pháp này khai thị được những thiện pháp đã nói, nghĩa tẩm trì thiện xảo do sức Đà La Ni. Tổng trì là trí tuệ, trì được tất cả pháp, nghĩa tổng trì thiện xảo, dùng tuệ rõ biết được. Nơi đây giải thích nhiều, đã nói rõ Phật Pháp, dùng nghĩa để khai thị đạo Bồ Đề vô thượng. Trí sai biệt thiện xảo, chính khai thị pháp này, nếu học tập pháp này, chứng Bồ Đề vô thượng. Khai thị văn pháp này, pháp môn lành vô thượng, được trí phương tiện rồi, nên diễn thuyết pháp này. Chưa từng nói chủng tánh vô thượng của các pháp, nơi nghĩa này phải học khai thị pháp cam lộ. Người trí nếu muốn cầu trí vô ngại của Phật, nếu học tập nghĩa này, sẽ được trí vô thượng. Ta ở trong quá khứ, vô lượng vô số kiếp, nếu chẳng học pháp này, là chẳng chứng tịch diệt. Do ta từng cúng dường vô lượng trăm ngàn Phật, do đây rõ biết được, diễn thuyết pháp vô lượng, ta vì các chúng sinh, làm vô biên lợi ích, các ông cũng nên làm, sẽ được tổng trì này. Nếu có thể rõ biết pháp ấn Đà La Ni, người trí do một câu vào được pháp môn này. Trí tuệ Phật vô thượng cũng không có số lượng. Do Phật đủ trí tuệ, khai thị được pháp này, người trí cầu nơi đây, liền rõ nghĩa Bồ Đề. Nghĩa của pháp môn này, nên học pháp vô ý. Người trí nếu muốn cầu tánh trí tuệ rộng lớn, tôn trọng cung kính Phật, phải học pháp môn này. Nếu muốn chuyển pháp luân và thổi pháp loa lớn, người trí đúng chân lý, cần học pháp môn này. Nếu muốn phóng quang minh, xoay khắp vô biên tế, lúc mong cầu Phật Pháp, phải học đúng pháp này. Với trời người thế gian, nếu muốn làm thượng thủ, phải cần học kinh này. Quyết định tất cả pháp, muốn cầu trí rộng lớn, phát khởi các công đức, thích cầu trí tuệ Phật, phải học theo pháp này. Muốn học theo pháp môn, thích cầu trí tuệ Phật, vô thượng không hí luận, phải học nghĩa lý này.
Nếu muốn thích khai thị, vô ngại trí thuyết pháp, tu học pháp này rồi, sẽ nói pháp cam lộ. Nếu muốn soi muôn ức, vô lượng vô biên cõi, người này phải khéo tu giáo pháp của cái này. Pháp môn vô thượng đây, trừ sạch được các pháp, trong kênh này đã nói tất cả pháp thanh tịnh, đấng chủng trí Thế Tôn, diễn thuyết pháp rộng lớn, vì Bồ Tát mà nói, kênh này là vô thượng. Này vô biên trang nghiêm, do đây nên Bồ Tát sau khi ưa thích giáo pháp này rồi, vì nhiếp thọ pháp này, cho được dài lâu, lại vì thương xót chúng sinh, nên biên chép, thọ trì, đọc tụng. Này vô biên trang nghiêm, nếu có người được nghe pháp này, thường có quan niệm kính mến Như Lai, những người này sẽ được vô biên pháp tạng của Như Lai, sẽ được các môn Đà La Ni và đầy đủ biện tài, mau được tự tại đối với tất cả pháp, sẽ nhiếp thọ đầy đủ Phật độ trang nghiêm, chẳng nghĩ bàn. Chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn cũng chẳng nghĩ bàn. Này vô biên trang nghiêm, nếu các Bồ Tát an trụ nơi tất cả pháp không hỷ luận, do môn Đà La Ni thanh tịnh nên các pháp môn đó thường được hiện tiền, nhiếp thọ được công đức thù thắng, chẳng nghĩ bàn. Này vô biên trang nghiêm, đây là pháp thanh tịnh Đà La Ni thứ ba. Thời kỳ sau đây, nếu các Bồ Tát muốn theo Phật để học pháp môn Đà La Ni này, thì phải gần gũi bạn lành, đánh xa bạn ác, ủng hộ các pháp môn này, trọn đời thọ trì pháp ấn thanh tịnh Đà La Ni, dù phải bỏ thân mạng, với như trăng tròn đêm rằm tháng 8, chiếu sáng rực rỡ hơn tất cả các vì sao, ba pháp ấn Đà La Ni này. Nhiếp thọ tất cả pháp môn cũng như thế, trong tất cả khế kinh, pháp này quang minh tối thắng bậc nhất. Các Bồ Tát do tôn trọng pháp môn này, nên được vô lượng biện tài. Vô lượng biện tài đây chính là không phóng dật. Những gì là không phóng dật? Nghĩa là nơi những pháp này, tư duy quán xét đúng như lý, chẳng sinh vọng niệm, do đây có thể làm cho trí nhẫn được thanh tịnh. Các Bồ Tát tinh tấn cầu sự không phóng dật, thì phải khéo tu tập pháp môn này, vì muốn cho pháp này được dài lâu, nên tâm thường khiêm hạ tôn trọng chánh pháp, biên chép quyển kinh chẳng rời nơi tay. Thấy người có chí mong cầu pháp này phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề, thì phải vì họ mở bày diễn thuyết, bảo họ đọc tụng biên chép, đúng theo nghĩa mà giải thích cho họ, chẳng nên ẩn giấu pháp môn của mình để thọ trì, phải nguyện cho chúng sinh được Phật pháp vô thượng này. Phải làm cho tất cả chúng sinh thường chẳng khuyết giảm các Phật pháp, tiếp các Bồ Tát này, chẳng keo kiệt pháp, thường tích đem ban bố cho người, nơi nghĩa lý chẳng giấu giếm, đều vì người diễn giải, không có chút pháp gì mà chẳng mở bày. Này vô biên trang nghiêm, vì an lạc lợi ích cho các chúng sinh, có ông phải thọ trì pháp môn thanh tịnh Đà La Ni này. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn là Bảo Tôn giả A Nan Đà, ông nên thọ trì pháp môn này, hay đệ tử kính thờ ta cũng phải thọ trì kinh này. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thần lực của Phật, con đã thọ trì. Do con thành tựu pháp môn này, nên vô lượng pháp môn đều được hiện tiền. Đức Phật nói, đúng như lời ông. Này A Nan, do ai lực của Phật và vì pháp môn này thanh tịnh rộng khắp, nên những người thọ trì pháp môn này, những người gần gũi ta thọ trì được pháp này, thì vô lượng pháp môn đều được hiện tiền. Cho đây nên ông phải thọ trì vô lượng pháp tạng của Như Lai. Lúc Phật nói pháp này rồi, trong pháp hội, vô lượng Bồ Tát chứng được đại pháp quang minh. Do được pháp quang minh nên vô lượng pháp môn của chư Phật nói đều được hiện tiền, được gần nhất thiết chủng trí, được thành tựu những nguyện cầu thù thắng trang nghiêm. Đức Phật bảo A Nan, ông xem bản tánh của các pháp rất sâu như vậy, Như Lai có thể ở nơi pháp không danh tướng mà diễn thuyết danh tướng, là có thể mở bày bản tánh của các pháp, là cũng trừ sạch làm cho được thấy thanh tịnh. Vừa nói các pháp nhưng không pháp gì là có thể nói và cũng không có người nói. Này A Nan, nếu có thể quan sát pháp tánh như vậy thì có thể phát sinh vô lượng trí tuệ. Lúc Phật nói pháp này, vô số Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn, vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, trong A Tăng kỳ kiếp về sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác.
lại hay có vô lượng biện tài. Lúc lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Gia Trì Môn Đà La Ni này phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng ba biên thế giới của chư Phật. Do ánh sáng này, các Bồ Tát ở các thế giới kia đều được nghe môn Đà La Ni này và được thành tục pháp phần Bồ Đề. Trong những thế giới đó lại có vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc đó tất cả chúng sinh đều được an lạc. Chư thiên rưới hoa trời ở giữa đại hội xướng lên rằng: nguyện tất cả chúng sinh đồng được Phật tuệ. Bồ Tát vô lượng biện tài bạch Phật: bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì, chúng con phải phụng trì thế nào? Phật bảo Bồ Tát vô lượng biện tài: pháp môn này hiệu là Đà La Ni Vương, cũng gọi là Đà La Ni Ấn, cũng gọi là Tam Phẩm Nhiếp Trì Thiện Xảo, các ông phải phụng trì. Đây là pháp môn thiện xảo vô biên biện tài, nhiếp tất cả nghĩa. Nhờ pháp môn này mà hiểu rõ được tất cả pháp, dứt tất cả nghi. Do vậy, các Bồ Tát phải phụng trì pháp môn này. Lúc bấy giờ, vì cũng dùng pháp nên tất cả đại chúng dùng hoa năm sắc rải lên Đức Phật. Đức Phật nói kinh này rồi, các vị đại Bồ Tát, toàn thể chúng hội và trời người tán bộ chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày vía Đức Phật thành đạo. Còn kính thỉnh cả nhà cùng niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.